Vào trưa ngày 4 tháng 2, hàng ngàn người dân địa phương và du khách đã đến xem và cổ vũ lễ hội đua thuyền tứ linh truyền thống ở huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Đây là lễ hội lớn nhất trong năm của Lý Sơn, thể hiện nét sinh hoạt độc đáo của cư dân vùng biển. Lễ hội với sự tham gia của 200 vận động viên là những người dân trẻ thông thạo sóng nước, bơi lội giỏi, có sức dẻo dai. Sau nghi thức sơ ghe, 8 đội thuyền mang biểu tượng tứ linh long lân quy phụng rẽ sóng lao về phía trước để tranh tài, ngoài cầu mong cho ngư dân thuận buồm suy gió vượt qua khó khăn vươn khơi bám biển bảo vệ chủ quyền biển đảo lễ hội đua thuyền truyền thống đầu xuân mới còn là dịp quảng bá hình ảnh văn hóa đậm đà bản sắc của lý sơn đến du khách giải đua thuyền truyền thống này được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1826 trải qua gần 200 năm cứ đến tết nguyên đáng dịp lễ khao lề thế lính hoàng sa các tộc họ trên đảo lại tổ chức lễ hội đua thuyền tứ linh truyền thống